Chào mừng quý vị đến với bản tin trong nước trên kênh truyền hình FBNC hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2013 và sau đây là những thông tin đáng chú ý. Chứng khoán tiếp tục tăng điểm, khối ngoại duy trì lực mua mạnh. Sacombank và Eximbank tính chuyện hợp nhất trong 3 đến 5 năm tới. Bộ xây dựng bác thông tin 80% doanh nghiệp bất động sản có lãi. Và như thường lệ, mở đầu bản tin trong nước tối nay, biên tập viên Phương Lan sẽ chuyển đến quý vị những tin tức liên quan đến thị trường tài chính trong nước. Xin mời chị Phương Lan. Phương Lan xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thì tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15 tháng 1 năm 2013 ước tính đạt 25,7 ngàn tỷ đồng, bằng 3,1% dự toán năm. Trong tổng số trên, thu nội địa đạt 17,5 ngàn tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 3 ngàn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5 ngàn tỷ đồng. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước là 6,1 ngàn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không bao gồm dầu thô, đạt 3,6 ngàn tỷ đồng, bằng 3,4%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 4,3 ngàn tỷ đồng, bằng 3,6%. Ngoài ra, thì thu thuế thu nhập cá nhân là 1,4 ngàn tỷ đồng, bằng 2,6%. Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 380 tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán năm. Thu phí, lệ phí 185 tỷ đồng, bằng 1,8% dự toán năm. Trong khi đó, thì tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15 tháng 1 năm 2013 ước tính đạt 33,9 ngàn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm. Như vậy, cân đối thu chi ngân sách tháng 1 năm 2013 là thâm hụt 8,2 ngàn tỷ đồng. Vào ngày hôm qua 29 tháng 1, thì hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa đưa ra thông báo giữ nguyên mức xếp hạng phát hành nợ nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam ở mức B+ cùng với triển vọng ổn định. Fitch đưa ra mức xếp hạng này bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế khá mạnh và môi trường thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài. Điều này đã giúp cho Việt Nam vững vàng hơn trước các cú sốc từ bên ngoài, đồng thời cũng giúp nâng cao tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Fitch ước tính trong vòng 5 năm qua, tỷ lệ tiết kiệm nội địa và đầu tư của Việt Nam đạt mức trung bình, lần lượt là 28% và 36%. Fitch nhận định các rủi ro lớn đe dọa đến sự ổn định của Việt Nam nằm ở khu vực ngân hàng có quy mô lớn nhưng thiếu minh bạch. Đặc biệt, chi phí phải bỏ ra để tái cấu trúc khu vực ngân hàng vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng. Tổ chức này ước tính chi phí này sẽ chiếm khoảng 10% GDP của năm 2012. Fitch đánh giá cao Việt Nam đã cân bằng được cán cân vãng lai và tránh được kịch bản suy thoái sâu mà một số nền kinh tế mới nổi và phát triển đang gặp phải. Theo ước tính của Fitch, thì mức thặng dư của cán cân vãng lai sẽ tăng từ 0,2% GDP năm 2011 lên mức 7,2% GDP trong năm 2012. Dự trữ ngoại hối có thể đạt khoảng 24 tỷ đô la, điều này giúp cho Việt Nam chống đỡ tốt hơn nếu bị rút vốn ồ ạt. Chuyển sang những thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán trong nước trong phiên dịch ngày hôm nay 30 tháng 1, chứng khoán hai sàn tiếp tục xu thế tăng điểm trong phiên dịch ngày hôm nay. Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ số VN Index vẫn chưa thể vượt lên ngưỡng 490 điểm, mặc dù đã có lúc vươn lên mốc điểm này trong phiên. Lực cầu khá lớn bên cạnh nguồn cung cũng không nhỏ đã khiến cho thị lượng giao dịch của thị trường tiếp tục đạt mức khá cao. Khối ngoại vẫn duy trì sức mua lớn được xem là một trong những động lực giúp cho thị trường khởi sắc. Đóng cửa lại phiên dịch ngày hôm nay 30 tháng 1, VN Index đã tăng 0,74% lên mức 487,6 điểm với giá trị giao dịch toàn sàn đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội thì giao dịch cũng duy trì sôi động. Tuy nhiên thì lượng bán khá nhiều đã khiến cho các mã chủ chốt của sàn này không có sự bứt phá đáng kể. Và khép lại phiên giao dịch ngày 30 tháng 1 thì HNX Index đã tăng gần 0,6% lên mức 63,35 điểm với thanh khoản toàn sàn đạt khoảng 563,5 tỷ đồng. Còn bây giờ thì Phương Lan xin mời quý vị cùng đến với một cuộc trao đổi ngắn cùng anh Đoàn Hữu Nghĩa đến từ công ty chứng khoán Viễn Đông để giúp quý vị nắm bắt rõ hơn những chuyển động của thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay.
Đầu tiên xin cảm ơn anh Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và hôm nay lại tiếp tục là một phiên tăng điểm nữa của thị trường chứng khoán. Và bên cạnh cái tâm lý hưng phấn của các nhà đầu tư với chuỗi phiên tăng khá mạnh vừa qua, thì hôm nay chúng ta cũng đã thấy là lực bán cũng khá mạnh, đã khiến cho chỉ số HNX Index cũng như là VN Index không có một sự bứt phá đáng kể. Thì anh nhận định như thế nào về diễn biến của thị trường trong phiên ạ? Theo như quan sát của tôi trong phiên ngày hôm nay thì ngày hôm qua thì nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng khá là mạnh, tuy nhiên trong ngày hôm nay đã có sự điều chỉnh thậm chí là giảm. Thì tập trung vào ngày hôm nay là nhóm cổ phiếu khoáng sản và tiếp tục là Ita và Kinh Bắc đang vẫn là điểm nhấn của thị trường. Chính những cái cổ phiếu này đã giúp cho thị trường có những dấu hiệu là tích cực, vì rõ ràng hiện nay là cái lực cầu và trong phiên sáng nay cái lực cung những cổ phiếu này rất mạnh, tuy nhiên cái lực cầu dư sức hấp thụ và thậm chí là hấp thụ rất là tốt. Điều đó cho ta thấy rằng là những cổ phiếu này đang có một cái dấu hiệu gì đó kỳ vọng trong những phiên sắp tới là tiếp tục tăng. Tuy nhiên thì mặc dù là trong cái xu hướng tăng như vậy thì cả hai chỉ số đang có sự điều chỉnh tại cái mức kháng cự này, thì theo như quan điểm của tôi thì có thể nói là hai chỉ số này đang gặp những kháng cự tại thời điểm này là khoảng 490 và 64 đối với hai chỉ số index. Vâng thưa anh, như vậy thì nếu mà VN Index vượt được ngưỡng kháng cự 490 điểm thì anh có nghĩ là thị trường sẽ tiếp tục bứt phá lên một mức điểm mới nữa không ạ? Nếu mà chúng ta quan sát theo phân tích kỹ thuật đó, thì khi mà chỉ số VN Index mà có sự bứt phá qua mức 490 cùng với thanh khoản có sự cải thiện đáng kể so với những phiên trước, thì cái việc mà bứt qua phá qua mức 500 là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì chỉ số VN Index sẽ gặp khó khăn cả mức 490 này. Thứ nhất là tại vì cái mức này đang là mức đỉnh so khoảng trong khoảng 1 năm trở lại đây. Ngoài ra thì chúng ta có thể quan sát thêm là trong phiên ngày hôm nay khi mà chỉ số VN Index test mức 490 này đã có sự bật chợt xuống. Điều đó cho thấy trong ngắn hạn thì cái mức 490 này đang là một kháng cự khá là mạnh tại thời điểm này. Còn đối với chỉ số HNX Index thì có thể thấy rằng là mức 64 tại thời điểm gần đây là 64 thì cái đỉnh cũ ra gần đây. Đó cho thấy là cái mức đỉnh này cũng có dấu hiệu có khả năng bứt phá qua, cũng đang sẽ gặp nhiều khó khăn. Cho nên theo quan điểm của tôi thì khả năng hai chỉ số sẽ gặp điều chỉnh tại mức 490 và 64 điểm này. Được. Còn liên quan đến những diễn biến trên thị trường trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là cái thông tin về cái việc mà sáp nhập giữa Exim Bank và Sacombank là hai ngân hàng có thể nói là chủ chốt của kinh tế Việt Nam. Thì anh nghĩ là cái thông tin này nó tác động như thế nào đối với thị trường trong phiên không ạ? Theo quan sát của tôi thì cái thông tin này thật ra thì phần lớn nhà đầu tư cũng đã nắm bắt được thông tin này rồi. Nhưng mà mới ngày hôm nay thì báo chí đã tiếp tục cung cấp thêm thông tin. Cho nên thì nó không mang lại một cái yếu tố bất ngờ đối với các nhà đầu tư. Còn xét về mà chung và dài hạn thì rõ ràng đây là một cái thông tin rất là tích cực đối với cả nền kinh tế cũng như hệ thống ngân hàng. Thì những thông tin này nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái hệ thống ngân hàng đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng khác trong khu vực. Đây là một thông tin khá là tích cực. Vâng. Còn về thông tin về việc mà hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã tiếp tục giữ mức triển vọng ổn định đối với nền kinh tế Việt Nam, đây có thể nói là một cái thông tin rất là tích cực trong một chùm thông tin mà gần đây chính phủ liên tục đưa ra trong việc kích thích cho thị trường. Thì anh nghĩ là cái thông tin này nó sẽ tiếp tục là một yếu tố then chốt để giúp thị trường có thể tiến xa hơn nữa không ạ? Thì theo như cái đánh giá thì rõ ràng là Fitch đã đánh giá triển vọng của Việt Nam khá là tốt. Thì theo như tìm hiểu của tôi thì cái báo cáo triển vọng này cũng giống như một số báo cáo của HSBC, ANZ hay là của World Bank, thì cái mức đánh giá này tương đối là phù hợp với thời điểm hiện tại. Vì rõ ràng trong thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy rằng là một số cái chính sách của chính phủ như là kiềm chế lạm phát dưới một con số, rồi xuất siêu đã không xảy ra mà chúng ta đã có cái cân thương mại thặng dư, rồi tỷ giá thì ổn định. Đây là những cái với dấu hiệu cho thấy là cái nền kinh tế đang dần ổn định, mặc dù có thể GDP chưa được như chúng ta kỳ vọng, nhưng mà đây là một thật sự là có sự thay đổi lột xác hoàn toàn so với năm 2011. Cho nên thì cái việc mà cái hãng tín nhiệm này đánh giá như vậy là phù hợp, và chính những cái thông tin tốt như vậy nó sẽ tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư cũng như sẽ giúp cho thị trường sẽ có những phiên ổn định dần và thanh khoản tăng cái tính bền vững của thị trường hơn. Như vậy theo anh thì trong bối cảnh thị trường như thế này thì nhà đầu tư họ có nên nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong danh mục của mình không ạ? Nếu mà xét về chung và dài hạn thì rõ ràng đây là thời điểm hoàn toàn phù hợp. Tại vì rõ ràng như chúng ta cũng vừa phân tích ở phía trên là cái yếu tố vĩ mô đã dần tốt hơn. Rồi xét về trong ngắn hạn thì có thể thấy rằng cái thanh khoản vào thị trường đang rất là ổn định và cao. Dòng tiền khối ngoại đổ vào liên tục mạnh và nhiều.
Rồi ngoài ra thì cái tâm lý nhà đầu tư đã thật sự được cởi bỏ và có một cái mang một cái yếu tố thật sự tích cực hơn. Chính những cái yếu tố này sẽ giúp cho thị trường trong tương lai, theo quan điểm của tôi thì sẽ giúp cho thị trường sẽ có dấu hiệu tăng và phát triển bền vững hơn. Nhưng mà nếu mà xét về ngắn hạn một cái xíu thì cái áp lực điều chỉnh có thể nó đang lớn dần lên. Cho nên đối với các nhà đầu tư ngắn hạn và lướt sóng thì cũng nên thận trọng. Đừng có nên theo đuổi những cổ phiếu tăng quá nóng trong những phiên vừa qua. Tốt nhất là không nên đua lệnh hoặc là đua trần trong phiên ạ. Dạ. Và như vậy thì theo anh, trong thời gian gần đây thì khối ngoại đã giao dịch rất là lớn và tiếp tục trong phiên hôm nay là một minh chứng là khối ngoại đã tiếp tục đỡ cho thị trường. Như vậy thì những cái động thái này thì cho thấy điều gì thôi anh? Theo như thống kê của tôi thì tính từ đầu năm đến nay thì cái lượng mà giả mua ròng về khối lượng của khối ngoại là hơn 100 triệu cổ phiếu và cái giá trị giao dịch là hơn 2.000 tỷ đồng. Điều đó cho thấy là cái dòng tiền khối ngoại đổ vào rất mạnh. Nếu mà chúng ta so sánh với năm 2012 thì đã có sự cải thiện rất là cực kỳ Đáng rất là kể. lớn so với năm 2012. Thì chính cái dòng tiền này đã giúp cho thị trường có những cái động thái giao dịch thật sự tốt và thật sự sáng sủa. Và cái kỳ vọng trong những phiên sắp tới khi khối ngoại tiếp tục đổ vào là hoàn toàn có thể xảy ra, cho nên nhà đầu tư chúng ta có thể kỳ vọng vào cái lực đỡ từ khối ngoại này, thì cho thấy là hiện nay cái dấu hiệu là tích cực. Còn nếu mà một thông tin hơn là thông tin nữa là quỹ ETF Vinamilk á, thì ngày nay thì những cái cổ phiếu này thì những cái quỹ này thì cho đang là có dấu hiệu là lót vào thị trường rất là lớn, và theo thống kê của tôi là hơn 100 tỷ trong 3 ngày nay. Thì chính những cái dấu hiệu đó cho ta thấy dòng tiền khối ngoại đang đổ vào thị trường rất mạnh, nên nhà đầu tư hoàn toàn có thể theo dõi động thái của giao dịch của khối ngoại và có thể có những cái chiến lược đầu tư cho riêng mình. Và tiếp theo thì Phương Lan xin mời quý vị đến với những thông tin liên quan đến tình hình tỷ giá cũng như giá vàng trong nước trong ngày 30 tháng 1. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của bản tin trong nước tối nay trên kênh truyền hình FBNC. Trong phần tiếp theo, mời quý vị quay trở lại với những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm ở mức triển vọng ổn định. Sacombank và Eximbank tính chuyện hợp nhất trong 3 đến 5 năm tới.